Dạ, xin chào anh chị nhà đầu tư, chúc anh chị nhà đầu tư buổi tối vui vẻ. Nhìn chung phiên hôm nay VN đóng cửa giữ vững một cái xu hướng tăng, đóng cửa trên kháng cự 1255. Hiện tại vùng hỗ trợ của VN Index đang nằm ở 1240 và 1245, và vùng kháng cự tiếp theo của VN Index đó là 1285 và 1290. Chiều hôm nay là VN Index ghi nhận ở mức là 1.200, đóng cửa ở mức 1.261 điểm, thanh khoản vẫn là tiếp tục trở lại với là 29.000 tỷ, thanh khoản rất là lớn. Nhìn chung là trong bối cảnh vĩ mô hiện tại và các cái số liệu dự dự vĩ liệu vĩ mô số liệu dự liệu vĩ mô công bố thì cho thấy là nền kinh tế nó đang hồi phục dần, và thị trường chứng khoán nó cũng đang bước vào một cái xu hướng tăng. Còn nền kinh tế nó đang bước vào một cái xu hướng hồi phục, hai cái đó nó có mối liên hệ với nhau. Hay là lãi suất hiện tại nó cũng đang ở mức thấp đỉnh lịch sử, đó là cái chất xúc tác để cổ phiếu để thị trường chứng khoán nó đi lên mạnh hơn. Nếu anh chị nào mà sờ trong giai đoạn này mua phải giá cao thì buộc phải mua giá cao hơn, ví dụ như nhóm cổ phiếu ngân hàng. Anh chị thấy khi mà thị trường nó bước vào một con sóng nó tăng rất là mạnh, nếu anh chị lên là ví dụ CTG lên vùng giá 30 thấy nó quá cao rồi không mua, nhưng mà thực sự nó đã bước vào một cái chu kỳ tăng thì nó tăng rất là mạnh. Mà hiện tại ví dụ như nhóm cổ phiếu ngân hàng này có BIDV này, BIDV thì hiện tại điểm mua đối với em thì không mua ở vùng giá này. Tuy nhiên CTG thì nó cũng sát với mức định giá của CTG khoảng 38. Đó, anh chị nào đánh T cộng mua thì có thể mua CTG vùng giá này, lựa highlight giá đó là vùng giá 38 chạm tới vùng đó, hoặc là xem thẳng của thị trường như thế nào. Tương tự như Techcombank, Techcombank thì vùng giá định giá của nó khoảng 44, anh chị nào đánh T cộng thì tùy lựa chọn mình mua thôi. Những chuyến trước cũng đã bảo với anh chị rồi, anh nếu mà nhóm cổ phiếu ngân hàng có top 1 đó chính là CTG, BIDV, Techcombank là top 1, MBB cũng là cổ phiếu top 1. Nhưng mà top 2 là có STB, có điểm mua rất đẹp nha anh chị. STB mà nó đang bước vào một cái khu vực tăng giá rồi, điều chỉnh test volume với những cái phiên mà. Đây. Với volume thanh khoản bắt đầu càng dần, đó là cho điểm mua. Nếu như mà sử dụng theo phương pháp định giá thì STB là định giá khoảng 38. Đó, thì anh chị cân nhắc của vùng giá 30, 31 này thì lại vì thế dần. Đối với em thì khi mà thị trường nó hồi phục thì nhóm ngân hàng cũng là một cái nhóm mà nó hồi phục rất là mạnh, vì nó liên quan tới những cái hoạt động kinh doanh ở trong các ngân hàng, như hoạt động cho vay đó. Hay là ACB này, ACB nếu mình sử dụng các phương pháp định giá và định giá của nó thì 35, 35 mà giá hiện tại 28, tất nhiên nó cũng đang thấp với số gì giá trị định giá đó. Căn trung là anh thì có thể nhắc thêm hoặc là điều chỉnh, có thể nhắc thêm, nó tùy theo diễn biến thị trường nó như thế nào thì mình follow theo như thế đó. Với mức định giá cổ phiếu ngân hàng hiện tại thì có một số cổ phiếu là đắt, tuy nhiên có một số cổ phiếu nó cũng rẻ, nó chạy sau như là STB hay là TP Bank này. TP Bank tuy nhiên không định giá, nhưng mà nhìn trên phân tích kỹ thuật thì nó sẽ đi ngang tất lý ở quanh vùng này, khả năng nó sẽ bật thêm nữa. Nhìn cái xung lực nó cũng khá là mạnh. Đó là lỗi liên quan về cổ phiếu ngân hàng. Cổ phiếu chứng khoán, cổ phiếu chứng khoán có VCI. VCI phiên hôm nay giảm điểm nhưng mà với thanh khoản khá bé, cho nên có thì anh chị mình cứ tiếp tục nắm giữ điểm mua thì quan sát thêm. Tương tự như SSI có thì mình cứ tiếp tục nắm giữ điểm mua quan sát thêm, tại vì định giá hiện tại này em cũng thấy nó cũng không hấp dẫn rồi nên không tham gia. Tương tự như VND cần phải cân bằng tích lũy thêm cỏ thì mình cứ tiếp tục nắm giữ. Ưu tiên những cổ phiếu đầu ngành. Tiếp theo là nhóm cổ phiếu dầu khí. Nhóm cổ phiếu dầu khí anh chị nào, ví dụ như PVD này. PVD là leader của dòng dầu khí. PVD có thì anh chị mình cứ tiếp tục nắm giữ thôi, mua mới thì cắn rung lắc để mua. PVE thì anh chị nào muốn mua thì cũng có thể lấy ở vùng giá 37, vùng định giá của nó thì khoảng 42. BSR cũng tương tự như luôn, căn trung là có thể mua tại vùng giá này, 19 này. Upside của nó là 10%, stop loss là 19 năm. PVB nó cũng đang tích lũy trong một cái cánh. Mình đã thấy dấu hiệu dòng tiền rồi, cho nên căn trung là anh chị cũng có thể mua lấy vị thế ở vùng giá này nha. Upside của nó 15%.
PVT này, PVT là một cổ phiếu cũng có một cái câu chuyện riêng này. À, nếu mà phân tích báo cáo tài chính hay là kết quả hoạt động kinh doanh hay là cái câu chuyện triển vọng của doanh nghiệp thì PVB cũng là PVT vẫn là một cái câu chuyện có điểm sáng. Nên vùng giá 26x27 này cũng có thể lấy vị thế dân đó chứ hôm nay dạ đồng ý mà cái nạn đỏ cho thì áp lực cung hiện tại cũng đang còn khá nhiều. Áp lực cung của vùng giá 28 và áp lực chốt lời của vùng giá 26, cho nên vùng 27 này nó tích lũy trên một vài phiên à. Nếu mà thanh khoản càng thì nó rất là dễ bật, cho nên anh chị mua thì có thể lấy vùng giá này để mua 26x, kỳ vọng của nó là 30. Hóa chất thì có DGC, DGC mạnh nhất có thể có, mình cứ tiếp tục nắm giữ chứ có cái cánh rung lắc, giả định giá của nó là khoảng 120. Hay là cổ phiếu FPT, có thì mình cứ tiếp tục nắm giữ. FPT có thì mình cứ tiếp tục nắm giữ nhé anh chị, kỳ vọng của nó là 120 ít. Chưa có cánh rung lắc mà có thể nhặt thêm trong một xu hướng tăng cực tự tin mà mua, đừng lo sợ nếu mà thị trường nó có xấu đi nữa, thì đặc điểm stop loss càng sợ thị trường nó càng tăng, coi như là lỡ mất cơ hội nhé anh chị. DGC, FPT, có cổ phiếu nào nữa nhỉ? CFV thì cần cân bằng tích lũy nhé anh chị. DCM và DPM này, DCM và DPM hiện tại nó cần phải cân bằng tích lũy thêm vài phiên nữa, nó rất là dễ bật, anh chị nào mà mua lại vì thế thì cũng có thể mua lại vì thế ở những vùng giá này nha. Ba tư DCM vùng giá 34, DPM vùng giá 35, đó cắn cứ nếu mà thị trường có giảm điểm thì cứ cắn những cổ phiếu này để mua. À, cổ phiếu điện nước này, cổ phiếu điện nước có ghét 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 phiên hôm nay giảm điểm nhưng mà với volume cũng giảm điểm mình cũng không quá nhiều, cánh rung lắc anh chị có thể nhặt từ vùng giá 22 nha. Quay về vùng giá 22 là vùng giá để mình nhặt đó. Kỳ vọng của nó là 24 và vượt vùng giá 24 thì nó có thể tiến tới vùng giá 26. Đây là một cổ phiếu đầu cơ, tuy nhiên nó vẫn có câu chuyện nội tại doanh nghiệp ở bên trong chứ không phải cổ phiếu đầu cơ trọng rộng. Nó cần cân bằng tích lũy thêm một vài phiên sideways ở trên cái vùng này thì nó rất là dễ bật, với cái xung lực nó rất là mạnh. Tương tự là cổ phiếu TV2, TV2 thì anh chị cũng có thể canh nè, canh vùng giá 40 vùng 1 ngày, 40x vùng 1 ngày lại vì thế upside của nó là 10%, nó có một câu chuyện ở đằng sau, anh chị có thể tham gia vào room cộng đồng hôm qua em chia sẻ cho mọi người rồi. Hay là bất động sản khu công nghiệp, nó liên quan đến câu chuyện dòng vốn FDI đầu tư đủ vào dòng vốn FDI đổ vào thị trường, đổ vào nền kinh tế Việt Nam tăng. TGC khuyến nghị anh chị khách hàng mua từ vùng giá 31 tháng 1, hiện tại cũng đã bán gần 10% rồi. Giá mục tiêu của nó là 57. Hiện nó đang gặp cái vùng kháng cự 58, cho nên nó phải cần tích lũy sideways quanh cái vùng này. Đó. Tích lũy sideways quanh cái vùng này nha. Nếu mà thị trường mạnh nó có thể vượt vùng giá 58 và tiến xa hơn, lúc đó chưa biết, mình cứ follow theo thị trường, có thì mình cứ tiếp tục nắm giữ. GVR nó liên quan tới đầu tư bất động sản, một dự án bất động sản khu công nghiệp ở tỉnh Tây Ninh. Nó đây là một cổ phiếu mà có hai câu chuyện, nó có rất nhiều câu chuyện bao quanh cổ phiếu này. Vùng mua của nó là vùng giá 22 đang có lời, anh chị đâu có đang có hàng thì tiếp tục nắm giữ. LHG này anh chị nó có cũng tiếp tục nắm giữ nhé anh chị. Hiện tại nó đang giao dịch trên cái vùng kháng cự 35 này, nên khả năng nó sẽ tiến tới vùng giá 38. Tiếp thì em không phân tích cơ bản mà ở này có thì anh chị mình cứ tiếp tục nắm giữ thôi. Cảm biến khi mạnh nhất là có RMD này, có thì mình cứ tiếp tục nắm giữ này. Vùng mua của nó là vùng giá 75, có thể anh chị có thể xem là video cũ. Rồi em sẽ điểm qua một số cổ phiếu đầu cơ, HPG,
hẹp có HPG nha, HPG mà cứ cân bằng tuyệt đối đi ngang trên cái vùng giá 30x này thì cũng có thể lấy. Vì thế kỳ vọng của nó, upside của nó là 15%, kỳ vọng thép nó cũng sẽ bước vào một chu kỳ khi mà thị trường bất động sản hồi phục dần và khi nền kinh tế hồi phục dần thì dòng thép cũng là một cái dòng khá mạnh. Nếu mà theo như phân tích kỹ thuật thì có VGF, VGF thì đầu tư khá đẹp, tuy nhiên em không có phân tích mã cổ phiếu này nhé anh chị. Ưu tiên HPG thôi, dòng thép thì chỉ có nếu mà xét về yếu tố nội tại, yếu tố phân tích cơ bản hay là yếu tố câu chuyện doanh nghiệp thì chỉ có HPG là mạnh nhất thôi, còn những cái cổ phiếu như HSG, NKG, VGF, MC thì nó thiên về ở cổ phiếu đầu cơ hơn nhé anh chị. Thế anh chị nào mình có cái khẩu vị mạnh đó thì đầu tư, còn giống như em thì em không có ưu tiên những cái cổ phiếu đầu cơ nhiều mà vì cái rủi ro nó rất là cao, mà giống như bị bệnh nghề nghiệp đó, đầu tư những cổ phiếu nào mà mình không biết thì nó rất là cảm thấy ăn không ngon ngủ không yên, cho nên thôi cứ tập trung vào những cổ phiếu mà nó ít ra nó cũng có câu chuyện nội tại doanh nghiệp nó tốt, bán lãnh đạo rồi kinh doanh sản phẩm nó như thế nào rồi nó đang bước vào chu kỳ như thế nào, thì lúc đó đầu tư. Còn nếu anh chị theo khẩu vị mạnh thì cứ đầu tư thôi ạ. Anh chị trong trong đầu tư có rất là nhiều khẩu vị, mỗi người một khẩu vị, mình hợp khẩu vị nào thì mình chọn cái chiến lược đầu tư để phù hợp với chiến lược của mình. CTR này vùng 22 tháng 1, anh chị đã bảo anh chị vùng mua là vùng 22 tháng 1 rồi, nhưng upside cũng gần 15% có, mình tiếp tục nắm giữ nhá. Định giá của nó là khoảng 110. Giá hiện tại nó cũng sắp chạm đến giá trị nội giá thì định giá, tuy nhiên nhìn trên phân tích kỹ thuật thì điểm mua khá đẹp. Anh chị nào mà muốn đánh lược tay cộng thì cũng có thể lấy đi thế quanh vùng giá này, hy vọng của nó thì một vài sái thôi, một vài lái thôi nhé anh chị, chứ nó không thể chạy nhiều được. Tuy là thì nếu mà thị trường thuận lợi thì nó mà có thể chạy nhiều, mình cứ follow theo thị trường nó như thế nào thì mình phản ánh như thế nào, thì thực tiễn ngày mai thị trường nó tăng hay giảm thì chả ai biết được kể cả, nhưng mà nhìn trong xu hướng tăng trung và dài hạn thì thị trường nó tăng, còn đó là mình cứ follow thị trường nó phản ánh như thế nào thì phản ứng theo đó, chả ai đoán được đáy và đỉnh đâu nhé anh chị. Khoản bất động sản thì mạnh nhất, nếu mà xét trên yếu tố phân tích cơ bản và yếu tố định giá thì Khang Điền và Nam Đông là hai cái cổ phiếu mà đáng để đầu tư nhất dành cho những anh chị nhà đầu tư tăng trưởng, hay là ưu tiên những cổ phiếu mà có nội tại tốt thì đó là nó là tốt nhất thôi. Ví dụ như Khang Điền có thì mình cứ tiếp tục làm chịu thôi, mà hiện tại nó đang vượt khỏi cái vùng kháng cự 35 luôn, khả năng nó tiến tới 38 40. Tương tự như Nam Long thì vùng định giá của nó là khoảng 44 nên nó cũng sắp tới vùng định giá rồi, có thì mình tiếp tục nắm giữ quan sát tới hiện tại nó đã bán vừa khỏi kháng cự vùng giá 41. Còn là những mã cổ phiếu thì em chưa có quan sát nhiều. Còn đầu tư công thì hiện tại nó vẫn yếu so với thị trường chúng nhá, nhưng mà điểm quá thì vẫn có LCG đẹp này, LCG nó cho điểm mua lượng tê công này, anh chị nào mà muốn lượng tê công thì mua tại vùng giá này. Upside của nó 57% gì đó để đánh tới cộng thôi, chứ đầu tư cộng là một cái gì có đầu tư cộng là một trong những cái doanh nghiệp và những cái mạng mà nó biết lợi nhuận nó không có cao nhé, biết lợi nhuận của mạng đầu tư cộng mình theo cái đọc báo cáo tài chính thì nhìn nó cũng không cao, mà giống như nó một ngân hàng hay là chứng khoán nó còn mạnh hơn, chứ đầu tư cộng thì biết lợi nhuận nó rất là mỏng luôn. Tương tự như KSB điểm mua theo phân tích kỹ thuật thì cũng có thể mua tại vùng giá này nè, vùng giá 26 27 này, kỳ vọng của nó thì khoảng 30 đó. Anh chị nào muốn đánh tê công nên đánh ngắn hạn thì mua nha, điểm mua khá đẹp theo phân tích kỹ thuật, nó cũng đang trong một cái xu hướng tăng, tích lũy rũ bỏ càng cung, đẩy đẩy sau cao hơn đẩy trước đó, có LCG và KSB là khá đẹp. Còn những mã cổ phiếu giống như VCG nhé, VCG thì nó phải cần cân bằng tích lũy thêm một khoảng thời gian nữa, cũng cần quan sát thêm nhé. Tại hiện tại nó đang gặp cái áp lực cũng từ vùng giá 26 này, rồi áp lực chốt lời từ vùng giá 24 này, rồi nó đang tích lũy quanh vùng giá 25 này. Đó. Còn sẽ về đầu tư cổng thì VCG vẫn là một doanh nghiệp mà ok, có dự án những ra sân bay Long Thành. Đó là những cái cổ phiếu mà anh chị có thể follow để đầu tư. Hay là em điểm qua một số cổ phiếu đầu cơ nhá, đầu cơ mà anh chị có thể cho điểm mua một cái đẹp này, nếu anh chị nó thích khẩu vị đầu cơ là BASF, BASF em không phân tích luôn, anh chị không thích bảo tài chính, nhưng mà nhìn theo phân tích kỹ thuật và điểm mua breakout trading đó, thì đây là vùng giá 26 này là vùng mua upside của nó thì khoảng 10%, đó là điểm mua dành cho anh chị nào đánh theo cổ phiếu
chiến lược breakout trading và đầu cơ nha. Lưu ý mình phải phân biệt đó là nhóm cổ phiếu đầu cơ để khi thị trường điều chỉnh thì mình biết cách để mà bán, hay là mình mà biết cách quản trị danh mục. Ví dụ như là trong một danh mục thì chỉ nên ưu tiên 30% là cổ phiếu đầu cơ, hay là 70% là cổ phiếu có đầu tư có cái nền tảng cơ bản nội tại tốt đó, ví dụ như vậy. Hay là VPG này, VPG thì anh chị cũng có thể bỏ vào danh mục để theo dõi nhé. VTV thì có thể mua tại vùng giá 17 này, kỳ vọng của nó thì khoảng 19. Đây là một cổ phiếu đánh đầu cơ nên anh chị phải biết mình đang nắm cổ phiếu nào. Cổ phiếu đầu cơ nó mua tại vùng giá 17 nha, kỳ vọng là vùng hỗ trợ là vùng giá 17, khi nào nó thủng cái vùng giá 17 này thì bán ra. Vùng có khả năng sắp tới mà nó cổ phiếu penny hay là nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ nó tăng đó, hay là mà cổ phiếu đầu cơ nó tăng đó, thì cổ phiếu này nó cũng bỏ vào một cái danh sách tăng đó. Đó, anh sẽ để em đó, anh sẽ điểm qua thị trường như thế thôi. Còn anh chị nó cần quan tâm mà cổ phiếu nào thì có thể để lại bình luận, anh sẽ giải đáp thắc mắc cho anh chị.